Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2019. Lúc bây giờ là 2 giờ kém 5 phút. Tôi đang đi trên một cái con đường dưới một cái chân cầu sát. Lát nữa là tôi sẽ qua trên cái đường cầu sát cho các bạn coi. Bây giờ nó đã nắng quá đó, cái cầu sát này. Trước kia là cái đường này đây. Xe lên chỗ này chỉ ngốc má lắm này. Bánh xe tôi chạy nhất này. Nó lên được thì nó bằng. Còn không thì sau đó các bạn thấy. Đang nắng. Đó là một cái cầu sát đó các bạn ơi. Bạn thấy tôi đứng dưới trường cầu sát không? Cầu sát này nó có cái hành lang mà đi á cho nên đó, có người đi xe bá trên cái cây trên cái hành lang cầu sát á các bạn thấy đó, trên cái cầu sát vậy mà bên qua đó mà họ có cái hành lang họ đi chở câu đi học qua đó ha.